mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah. Ok ok. Thì à, như anh em có đã biết thì trong tập trước mình đã biến thành, mình đã biết ngày nay là à nhớ rồi, như cho anh em đã biết trong tập trước mình đã biến thành thằng Natsu, đúng rồi, thằng Natsu đó. Thì sau đó mình đi thi nấu ăn và mình đã giúp được cho Timmy giành được top 1 nấu ăn luôn đó, anh em thấy ghê không đó. Thì sau một buổi sáng tỉnh dậy thì mình phát hiện ra mình bị cận nặng thêm nữa, cái đâu mình mở skin mình ra mình phát hiện mình đã biến thành một cái thằng nhóc rồi, mà cái thằng nhóc này nhìn kiểu nhìn cũng khá là đẹp trai. Thì thằng nhóc này theo như mình nghiên cứu thì thằng nhóc này có thể tên là Conan thì phải. Hình như là trước đây mình có coi cái bộ chuyện là nói về một cái thằng thám tử, nó bị uống một cái viên thuốc nào đó và nó bị teo nhỏ cơ thể, nó khá là giống giống với mình ha. Mình thì mình khác xíu là mình ngủ, sau đó mình sẽ biến thành nhân vật, một cái nhân vật nào đó ở trong truyện tranh hoặc là trong phim đó. Thì hôm nay mình đã biến thành nó ở đây, trời ơi, không biết là mình có thể trở thành thám tử được không ha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình khoe với anh Vịt là mình đã biến thành Conan. Trời ơi, ai biết được trời, anh đâu có cố ý đâu mà giờ nó hên thui, nó mất rồi, không còn nữa rồi. Không, mất cái gì đó, anh nói là anh mượn anh làm này xíu rồi anh trả mà. Trời ơi, khoan khoan, trời ơi, trời là trời mới sáng sớm. Cái gì, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi là Phong Cận nè, trời ơi, mỗi buổi sáng thức dậy tôi sẽ biến thành nhân vật khác. Mất tiền à? Mất tiền vậy trời? Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, trời ơi, buổi sáng dậy cái gì đâu mà hai người khóc la sùm, khóc như đám ma vậy. Trời ơi, có chuyện gì bây giờ hai người kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi. Sáng ông kêu là Timmy ơi đưa tiền cho anh mượn đi, anh hứa là anh trả liền. Xong rồi tự nhiên trưa tôi đang ngồi tôi ăn, ông nói Timmy ơi ông làm mất tiền rồi. Mất tiền hả? Ủa Dịch, anh để tiền ở đâu mà mất vậy? Trời ơi, sáng nay á anh thiếu tiền rồi là đóng tiền nhà này nè. Hôm nay vào nhà trường người ta trả lương hơi chậm, hơi trễ á, anh mượn tiền anh Timmy đủ tiền tiết kiệm một xíu rồi. Anh mở là anh trả xong rồi anh chi cái cuối tháng anh đưa lương cho. Mà cuối cùng mình nó đưa anh tiền, rồi anh mới để trên cái mặt bàn này nè. Thôi anh chạy vô trong nhà anh đánh cái răng cho nó thơm cái mồm á. Thôi anh thêm anh đồ anh sáng rồi anh xong không hiểu sao anh khô gà rồi trúng vô gì mà đi ngoài đâu, anh chạy vô toilet mà đi nhanh lắm có 5 phút rồi. Hôm quay ra trở lại bà ngồi xem phim cùa tay thì thấy mất tiền rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, để em nghĩ coi. Nếu như mà Dịch nói là Dịch để tiền ở trên bàn nè, mà bây giờ nhà thì khóa cửa thì chắc chắn người ta sẽ không thể nào mà vào được. Vậy thì em suy đoán á, là có thể là Vịt đã giữ tiền nhưng mà Vịt không nhớ. Ủa mà Vịt kiểm tra trong túi chưa, trong túi có không? Nó hết cả quần chị ra rồi, không có thì lấy đâu cái gì có. Trời, tục quá, tục quá vậy, tục quá vậy. Tôi biết rồi, vậy là bây giờ nhà tôi bị mất tiền. Bây giờ sẽ không có tiền. À chắc chắn là Phong lấy nè. Cái gì, cái gì mà tôi lấy, tào lao, tôi mới ngủ dậy mà tôi có biết gì đâu. Để tôi nghĩ coi. Bây giờ Dịch buổi sáng Dịch dậy, Dịch đi đánh răng đúng không? Thì có thể là nó sẽ nằm trong nhà tắm đó. Nhưng mà đi đánh răng thì chuyện bình thường. Tất nhiên là Vịt bỏ tiền về túi và đi đánh răng đó thì đó là chuyện bình thường, không sao cả. Sau đó Vịt vào trong nhà bếp để ăn, vào nhà bếp để lấy thức ăn ăn, sau đó là Vịt đi toilet hả? Nhưng mà tiền á là tiền lì xì đúng không Timmy? Tiền tiết kiệm của tôi á để dành cả năm nay luôn. À ok ok. Thì để coi, nếu như cái đó là tiền tiết kiệm Timmy thì chắc chắn Vịt sẽ không thể nào mang vô toilet được. Nó ù ế quá đúng không? Thì Vịt đến đây lấy thức ăn thì chỉ có thể là Vịt sẽ bỏ trong nhà bếp thôi. Để em xem rồi kiểm tra xung quanh này, biết đâu Vịt để tiền tiết kiệm đâu ở trong nhà bếp này, chứ không thể nào mà mang vô toilet được. Để xem coi. Trời ơi là trời. À đây, thấy rồi nè, thấy chưa, tôi nói đúng luôn nè. Nè, tiền tiết kiệm của Timmy nè, phải không? Cái bao lì xì nè. Ủa, đúng rồi nè. Trời ơi là trời. Vậy mà anh nói là nhớ là mình để trên bàn cơ mà. Để trên bàn cái gì, anh bỏ trên bàn trong nhà có ba đứa. Anh xém đó, Timmy nó đổi thừa em là lấy của nó, thấy chưa. Thôi mệt quá, trễ giờ tiêu rồi. Gì đâu bỏ tiền đây, dễ suy luận như vậy thôi mà cũng không biết nữa. Làm sao em sẽ không cho anh mượn nữa đâu. Thôi mệt quá, tôi đi học đây, trời là trời, trễ giờ học rồi. Ok anh em, giờ mình sẽ đi học nha. Ai, bực bội ghê, sáng sớm là gặp chuyện rồi. Trời ơi,
Vậy là cuối cùng có học xong rồi, giờ về nhà thôi. Trời ơi mệt quá anh em ơi, thiệt chứ. Không ngờ thắng thử rừng danh con ăn mình. Trời ơi. Cái gì vậy? Im lặng. Cái gì mà trời ơi ngoài vậy, cái gì nói tôi nghe coi. Cái gì mà la làng sùm, cái này cái trường học để cho ta học bài, đi vô đây mà nói chuyện nhiều. Người ta đã nói là cái này là cái trường học để cho ta học hành mà sao vô đây suốt ngày cái trời ơi la làng bán táo này, người ta đã không nói là cái gì. Tính ra là tôi la trời ơi có một khúc mà ông nói bằng một khúc của tôi luôn á. Tôi đang mất đồ, tôi đang đau thương nè. Ông mất cái gì mà ông nói liền nhiều quá vậy? Ông mất đồ gì ông nói tôi nghe. Xin giới thiệu với ông, tôi chính là thám tử lần danh Conan, là một người cực kỳ thông minh và phá án. Ông mất cái gì ông nói tôi phá án cho coi. Tôi là thám tử lần danh Conan hả? Ừ, tôi xin giới thiệu với ông, tôi là thằng bán táo và đánh cúc quả táo nào quanh đây hết. Ủa là sao, ý ông là sao? Chẳng này nè, tôi hôm qua tôi nghe nói là cái khu vực này an ninh tốt lắm, ông nhìn kìa, cạnh cái trụ sở cảnh sát luôn, kêu là an ninh tốt lắm. Thế là tôi tự tin hôm nay tôi bán hàng hôm qua về, tôi không dọn, tôi bày nguyên để lấy luôn để sáng hôm sau bán tiếp. Trời ơi, cuối cùng là qua một rơm, ông nhìn thấy không, trống trơn sạch như đau ni luôn, chẳng gì mà chán cả. Vậy có nghĩa là ông bị mất hết táo đúng không? Hết trơn rồi. Vậy là ok. Đúng rồi ha, trong tập trước anh em mình đi, mình thấy là ổng bày nguyên một cái sạp táo ngoài đây luôn mà sao vậy, tự nhiên giờ mất hết táo rồi. Nói chung là ông nhớ rồi coi, ông có ăn hay thấy gì không mà tự nhiên bị mất vậy? Có thằng nào bán táo mà nó ăn hết táo mình, ông lấy đi bán. Xin lỗi. Cả năm này tôi chỉ có đúng một mùa táo này thôi, bây giờ mất hết táo rồi, giờ tôi lấy gì tôi ăn cả năm nay nữa. Bình tĩnh, ông yên tâm đi. Tôi là thám tử lừng danh Conan, tôi sẽ phá án vụ này và tôi sẽ kiếm lại số táo cho ông yên tâm. Tôi sẽ tìm ra hung thủ đã ăn cắp táo của ông. Ơi kệ ông, bây giờ ông có tìm được thì tìm hay không thì kệ ông, tôi đi báo cảnh sát đó, nhưng mà cố gắng tìm giùm tôi nghe, tôi đi báo công an. Ok, đi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bắt đầu phá án nha anh em. Conan sẽ bắt đầu phá án đi. Hy vọng là mình sẽ phá án được thành công. Để xem coi cái chỗ bán táo này, để xem nha. Ủa cái gì đây, chỗ này nó có cái gì vậy ta? Ủa cái cục này là gì vậy? Hình như cái này là dầu anh em ơi. Chắc là cái này dầu bôi lên thân cây để cho kiểu như là không cho côn trùng mà hay là sâu bọ nó ăn cái cây táo này mà. Trời ơi chắc là dầu rồi, coi chừng bị dính chân. Ủa cái gì đây? Dấu chân hả? Anh em ơi, vậy là hung thủ đã đi ngang qua cái lớp dầu này và hắn ta đã để lại cái dấu chân. Ok, bây giờ mình chỉ cần đi theo cái dấu chân này là mình sẽ tìm ra hung thủ. Trời ơi, game là dễ. Ok, để xem nha. Hung thủ đi qua đây nè, xong đi qua đây, leo đi vòng qua đây. Sau đó là hung thủ quẹo vô cây táo. Ủa, đến chỗ này. Ủa chẳng lẽ là hung thủ leo lên cây táo để ăn táo hả ta? Ủa, nó có cái lỗ nè. Ok, bây giờ mình sẽ leo lên trên đó thử nha. Ở đây mình có một số cái phát minh của anh vịt nè. Đó, mình cái phát minh này cực kỳ hay luôn nha. Mình có thể bám để mình leo lên cây táo. Bám nè, leo lên cây táo. Ủa cái gì vậy, sao không leo được? Xem té. Oh no. Rồi, bây giờ mình sẽ leo lên cây táo. Đây, mình đã leo trên cây táo rồi anh em. Wow, cái bộ hơi bị cao luôn nha. Tên hung thủ nào mà leo được cây táo này thì cũng ghê gớm lắm á. Để xem coi, dấu chân đi leo cây táo này. Mà trên đây thì mình không thấy có tên hung thủ nào ngồi trên đây hết nè. Thì rốt cuộc hắn ta đi đâu? Bên kia. Mình thấy rồi. Đây. Hình như mình mới thấy bên đây nó có dấu chân phải. Đúng luôn nè. Để mình leo lên. Ok. Đây, dấu chân của hung thủ. Hung thủ đi qua đây. Đi từ qua đây. Xong rồi. Dấu chân. Ủa đến đây là hết rồi. Ủa, rốt cuộc là hung thủ đi đâu vòng vậy ta? Ủa. Dấu chân này nó hướng về hướng này. Hay là hung thủ sử dụng một cái gì đó để leo qua bên kia ta? Đâu, để mình đi qua thử coi. Mình nghi ngờ lắm nha anh em. Qua nó thử nha. Ui, đó, thấy chưa? Mình đoán không sai mà. Hung thủ đã vào đây đập cái hàng rào này, sau đó đi vào đây. Trời ơi, tên hung thủ này. Ủa, nhưng mà mình nghĩ cũng lạ nha. Tên hung thủ này chẳng lẽ hắn ta có được cái dụng cụ gì đó giúp hắn ta bay được hay sao mà hắn ta bay lại tùm lum vậy? Rồi, dấu chân đi vào đây. Để mình đi theo cái dấu chân này kìa. Dấu chân đi vào đây nè. Bây giờ mình sẽ đi theo. Dấu chân vẹo vào đây. Cái tên hung thủ này có bộ hơi bị ngu luôn nha, để là dấu chân cho ta biết luôn rồi. Ui trời. Ủa anh em nhìn kìa anh em. Tên hung thủ này hắn ta phung phí quá anh em ơi. Hắn ta đem hết số táo của cái anh bán táo hồi nãy lên trên đây nè. Ôi đúng luôn nè, thấy không? Hắn ta cắn. Ôi nè, nhìn nè anh em, nhìn nè. Có mấy quả táo hắn ta cắn có một miếng rồi hắn ta vứt. Rồi táo của người ta không có mà ăn, còn tên hung thủ này hắn ta cắn từng miếng xong hắn ta vứt nè. Trời ơi dơ ứng không. Trời ơi là trời, tại sao mà hắn ta có thể phí phạm táo đến vậy chứ? Người ta đã không có táo để ta ăn là tên hung thủ này còn mang táo ở đây sống nào để trên đây ăn từng miếng rồi vứt nè. Hung thủ này ta sẽ bắt được người, ta sẽ bắt người để trừng phạt người mới được. Để xem coi,
Để mình xem coi xung quanh đây có thêm dấu tích gì nữa không. Có cái rương này để mình ở. Ui trời trời trời. Anh em nhìn nè anh em. Wow, trong đây nó có một cái pháo ngút trời nè, một cái súng bắn bi sắt, một cái túi tên lửa, một cái súng móc. Ơ, tại sao tên hung thủ này lại có được những thứ này ta? Mình nhớ là ơi anh em ơi, mình thấy cảm thấy hơi nghi ngờ nha. Bởi vì tên hung thủ này hắn ta có được nhiều thứ hay quá. Những cái thứ này á thì thường thường chỉ có là những nhà phát minh hoặc là những nhà bác học mới có được thôi. Bởi vì cái này là dụng cụ để giúp chúng ta bay lên trời nè. À, vậy có lẽ là cái tên trộm này phải là một cái tên trộm gọi là cực kỳ giỏi về sáng chế luôn. Chắc cái tên này là cũng phải là một cái nhà gì đó sáng chế mới có thể chế tạo được những cái dụng cụ mà giúp cho hắn ta bay qua bay lại từ cái mái nhà này qua cái mái nhà khác. Ha, mình đang khá là nghi ngờ một người anh em ơi. Một người mà có thể phát minh ra những thứ dụng cụ có thể bay lên trời được thì chỉ có thể là một nhà bác học cực kỳ giỏi. Mà trong cái world này ai chính là nhà bác học anh em cũng đã biết rồi đúng không? Bây giờ mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải tìm thêm chứng cứ nữa. Ok, chúng ta bắt đầu đi tìm chứng cứ thôi. Ồ, đúng như mình đoán luôn anh em ơi. Có dấu chân đi vào nhà mình nè. À, đi theo dấu chân, đi theo dấu chân. À, ủa, sao đến đây hết dấu chân rồi. À, mình nghĩ là chắc là... Ủa, tiếng gì vậy? À, để mình đi xuống coi. À, ôi, dịch đang làm gì ta? Dịch đang làm gì ta? Thời ngọt, tụi nó ngon gì đâu mà vứt đi phí, tào láo mày. Ê, dịch ơi, dịch! Ăn gì vậy? Ủa, anh đang ăn gì vậy dịch? Anh đang ăn dấu. Dưa hấu hả? Ủa em thấy cái trái đúng đó rồi. À đúng rồi, dưa hấu nó cũng có màu đỏ. À, ôi dịch ơi, em nói anh nghe nè, ở bên trường mình mới có cái vụ mất trộm á anh. Ủa trộm gì vậy? Trời ơi, mất trộm táo á, quá trời táo bị mất trộm luôn. Mất trộm táo? À. Ủa sao cái này con quen ta? Ủa sao mất vậy? À, thì cái ông bán táo á, ổng để quá, ổng hái táo trên cây xong ổng bỏ xuống dưới đất á. Cái đầu ổng đi trong nhà, ổng vô trong trường, ổng đi nhờ toilet. Cái ổng chạy ra thì ổng phát hiện là toilet là coi như là táo mất hết sạch luôn. Ủa có phải mấy cái quả này không? Ủa sao lại có vậy ta? Ủa anh đang trộm táo hả? Trời ơi anh trộm nước tào lâu rồi, trời nhà cũng nghèo đến mức. Trời ơi, buổi sáng á, anh đi làm về. Ôi anh đi ngang qua trường nhà anh thấy có cái hai cây táo mà thấy người ta vừa mới trồng ở gần đó đó. Rồi à. Người ta chẳng hiểu sao người ta không chịu thu hoạch cái gì mà táo chín đụng mà quá trời đất luôn. Bẩn nhơ nhét hết luôn, anh thấy nó còn mới thì anh lụm một ít về nhà anh rửa anh ăn mấy cái trái táo rụng mà chứ anh đâu có ăn trộm đâu. À trời ơi, vậy là anh bậy rồi, vậy là anh hiểu lầm rồi. Táo này á là người ta hái người ta để ra chuẩn bị bán mà anh tưởng là táo trên cây rụng hả? Ừ thì thấy dùng lăng lóc dưới đất lụng mỗi nơi một quả luôn rồi anh phải lấy cái bịch anh xách cho anh mang về nhà anh rửa anh 4-5 lần mới ăn á. Trời ơi vậy giờ anh đi ra ngoài đó anh trả táo cho ta đi trời là trời anh thì ai biết trời ơi đúng là giờ ăn mất mấy chục quả rồi sao thì đền tiền cho ta chứ sao. Trời đúng là anh dịch hậu đậu quá anh em ơi. Trời bị ít tiền đó. Trời ơi không biết xin lỗi. Trời ơi đấy thấy không cái quả táo này nó dơ đến mức mà anh đi lụm xong rồi quá trời đất dấu chân anh bùn đất nè nhìn nha đó lụm thấy không. Trời ơi chân để chân nó dơ hết cả nhà rồi. Trời ơi là trời anh em thấy không. Trời ơi anh dịch hậu đậu á. Anh thật ra là không phải là anh dịch lấy trộm đó nha mọi người mà là anh dịch đi ngang qua đó xong ảnh thấy là quá trời táo nằm ở dưới đất luôn. Là tự nhiên cái ông đó ổng thu hoạch ổng có không chịu bỏ lên trên sạp bỏ lên trên bịch hay gì để ổng quăng xuống dưới đất vậy cho nên là anh dịch tưởng là người là táo ở trên cây nó rụng xuống thế là anh hèn quá anh đem về nhà để anh tí nó anh bỏ vô tủ lạnh để ăn từ từ. Trời là trời nhưng mà không sao đã mình cũng đã phá án được vụ án này rồi. Thật ra cái này không phải là vụ mắc trộm cũng không phải là cái vụ án quá là nghiêm trọng. Thật cái này chỉ là sự hiểu lầm thôi. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero chính là anh Mr. Dịch nè, Timmy TV và Camui TV để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên qua các kênh YouTube của những người bạn của mình đó chính là Kyron TV nè, Mèo Simmy nè và Sammy Đào để subscribe ủng hộ cho những người bạn của mình đó nha. Và mỗi buổi tối mình thường có livestream ở trên Nono Live. Những bạn nào mà chưa có nhấn vào nút follow ủng hộ cho mình ở trên Nono Live hoặc là muốn xem mình livestream trên Nono Live á thì anh em đừng quên là hãy kéo xuống phần mô tả và nhấn vào cái link ở bên dưới phần mô tả để có thể qua bên Nono Live follow ủng hộ cho mình nha. Hoặc là mình sẽ để ID ở trên màn hình nè. Đó, anh em chỉ cần nhấn vào trong cái ID này ở trong Nono Live anh em sẽ tìm ra mình nha. Thì anh em sẽ được xem mình livestream vào mỗi buổi tối nha. Và mình sẽ livestream cùng với team Hero và những người bạn của mình đó nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em. Bye nội, tạm biệt.